Chào các bạn, hôm nay mình thực hiện món ăn là chả cá thịt dồn khổ qua rừng chiên tròn nha. Để thực hiện cái clip này thì mình có chuẩn bị sẵn, đây là 200 g chả cá và 50 g thịt băm, một trái khổ qua rừng. Và gia vị của mình thì gồm có đường, muối, bột ngọt, tiêu, ớt, băm, hành cắt nhuyễn, nước mắm và dầu ăn. Rồi giờ mình sẽ ớt nha. Trước tiên mình sẽ cho vào đây một muỗng tiêu, một muỗng muối, 2 muỗng đường, 2 muỗng nhỏ này thôi, 1 muỗng hạt ngọt. Thịt mình cho vào hết luôn. Hành. Ớt. Rồi mình trộn đều cái hỗn hợp này lên. Khổ qua gừng cắt khúc vừa ăn thôi. Cắt mỏng mỏng thôi nha. Rồi mình dùng cái muỗng mình lấy cái ruột kia. Khi lấy ruột kia xong hết thì mình đem đi nấu nha. Đi chần qua nước sôi thử khoảng 3 đến 4 phút. Mình bắt nước lên, mình để vào đây 2 muỗng đường nha. Để cho ruột khổ qua của mình nó không bị mất màu xanh. Nước sôi mình chần khổ qua từ 3 đến 4 phút. Sau khi mình đã trụng xong trái khổ qua, nó màu nó vẫn màu xanh gì nè, nó rất là đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ dồn thịt vào đây. Chả này các bạn sử dụng chả nào cũng được nha. Rồi mình lấy nước mắm đó, mình chên lên đây cho khổ qua của mình nó không có bị bở ra. Càng đơn giản như thế này thôi. Tương tự mình làm hết nha. Cho bị cái món khổ qua giữa thì mình làm như thế này ha. Nó trong mình không có ý hết, mình sẽ trừ lại. Ở đây mình có chuẩn bị cho dầu nó đã sôi rồi, bây giờ mình để vào chiên nha. Mình trả bề lại nha. Bây giờ mình bắt ra. Đây là thành phẩm của mình đây. Mình đã nấu chín rồi. Mình là rất là dễ giờ mình để xíu muối vào. Xong rồi thì mình đã có một cái đĩa thức ăn vô cùng là hấp dẫn. Đây là món ăn vặt thôi các bạn. Mình có rắc ở đây những cái cánh hoa nè, đừng cho nó bắt mắt lên.